Xin chào mọi người, Quang Praha từ công ty Sapa Staff ở đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những mẹo và chiến lược để tìm và mua thiết bị vệ sinh chất lượng ở Praha. Dù bạn đang cải tạo nhà cửa hay xây dựng dự án mới, việc lựa chọn thiết bị vệ sinh phù hợp là cực kỳ quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu với tôi. Trước hết, bạn cần biết cách nhận biết thiết bị vệ sinh chất lượng. Các yếu tố như là chất liệu, thiết kế và thương hiệu là những điểm quan trọng cần xem xét. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách đánh giá từng yếu tố và chia sẻ bí quyết để bạn có thể tự tin lựa chọn. Tiếp theo là việc tìm nguồn mua uy tín là quan trọng. Qua Praha có nhiều cửa hàng và nhà cung cấp thiết bị vệ sinh, nhưng không phải tất cả đều đáng tin cậy. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp, cũng như cách kiểm tra, đánh giá và phản hồi từ khách hàng trước đó. Khi đã tìm được những nhà cung cấp tiềm năng, việc tiếp theo là so sánh giá cả và dịch vụ. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh một cách khách quan, từ giá cả, chất lượng sản phẩm đến dịch vụ sau bán hàng và bảo hành, giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh nhất. Cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ một số lời khuyên và kinh nghiệm cá nhân từ những lần mua trước đây của mình cho các công trình. Những bài học này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm phổ biến và đảm bảo rằng bạn mua được thiết bị vệ sinh chất lượng nhất với giá cả phải chăng nhất. Hy vọng với những chia sẻ của mình, bạn sẽ cảm thấy tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi mua thiết bị vệ sinh ở Praha. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để cập nhật những video hữu ích tiếp theo từ tôi. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn mua sắm thành công thiết bị vệ sinh.